Nguyễn Phi Hùng quyết định hiến tạng sau khi qua đời. Hiến tạng cho y học vẫn còn là điều mới mẻ trong nhận thức của người Việt. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng là một trong những người quyết định ký tên vào biên bản xin được hiến tạng cho y học. Trong thắt show Gương Hai Chiều do Trấn Thành cầm trịch, nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ về nguyện vọng hiến tạng cho y học. Nguyễn Phi Hùng mong muốn mang đến những điều tốt đẹp, những điều ý nghĩa cho cuộc sống này, nên đã quyết định ký tên vào biên bản xin được hiến tạng cho y học. Nếu được hỏi vì sao hiến tặng thân xác, nội tạng cho y học, tôi lập tức trả lời rằng việc làm này sẽ đem đến cơ hội cứu sống cho rất nhiều người khác. Giọng ca nhớ gấp ngàn lần hơn tâm sự rằng để đi đến quyết định này, ngoài việc chiến thắng bản thân mình vẫn chưa đủ, anh còn phải thuyết phục gia đình chấp nhận. Đây thật sự là một rào cản của nam ca sĩ cho đến tận bây giờ. Trước Nguyễn Phi Hùng, MC Ngọc Hương cũng chia sẻ về việc đăng ký hiến tạng hồi giữa năm nay và nhận được sự ngưỡng mộ của cộng đồng.